thấy Kiệt 11 này, một cái bên là Kiệt 16 này. Nó là vậy đó cả nhà. Thật sự lúc đầu Vĩnh cũng rất là tò mò và tìm hiểu thì lần này mới biết được là Kiệt là ở Huế, còn như Hà Nội thì người ta gọi là ngõ, cũng giống như Sài Gòn là người ta gọi là hẻm. Đây là Kiệt 21 Xuân Diệu này. Hầu như là Kiệt nào cũng có những cái cây bông giấy của dân trồng, khá là chiêu ha. Kiệt 43 Xuân Diệu. Mình có một cái chung cư khá lâu năm này. Vĩnh vòng ra lại. Con đường này khá rộng, thoáng. Mấy hôm trước là mình cũng có để ý cái từ Kiệt này, nhưng mà nay khám phá thì đi quay cập nhật cả nhà xem. Những ai đã từng ra Huế thì sẽ thấy những cái con hẻm ở dân ngoài đây gọi là Kiệt. Bây giờ đây mình cập nhật thì cả nhà sẽ hiểu được cái ý nghĩa cái từ Kiệt ha. Gió mạnh, lá rơi rụng.